Việc mình rõ bỏ dương nơi địa trầy ní cư luộc tăng tịch hống vì chạp bằng đất khám ai nơi tì krong Jacksonville nơi rọt Florida xa hạ rọt Amerik. Luộc vì chạp bằng đất nâng bị phía xa ông bị chung ngư Alzheimer nâng chung ngư vùng viên Smara đấy phá đạo lơ ca bóng cá nâng vì thị phía ba phía tì bì. Được chứ nên đến khi nhóm xôm chung điệp xuống luộc vì chạp bằng đất tăng tịch hống chá? Ba chim rau xưa nè sợi bê chân đá nâng chun chiết rùm chiết khmai tầng ớt để nè sẽ đập nữ con ông phía phố bà. Cha, lục chạm đất cha, nên khi em xong bà cô chun tu nè tì tà đo lục chạm đất tàm đoàn tất đồng bày ai lục chạm đất chui sẵn khai chun bà nhìn mật nè sẽ đập bà dương cha. Cha, xong bà chơi. Khi em xong sẵn khai chùm nói chùm cam chùm khăn đà miên bà môi chùm nói 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 làm bay bằng ca cả mọi cả chủng người nè chủng phát tim mới cái thay dương thay đăng thay chủng người này cứ nhẹ đại chư nâng để tốt chi ở Ukraine dân mến vận tài quạt cặp cái gì là bảo quạt cái ca để quạt thôi nó đôi quạt ở dụng mà chăn làm pi chăn làm dân mà hay ấy chăm sóc mình chạy thay để ca chăn chủng người này ai ca tăng pi ở dụng học sắp chăn làm làng tới bà cha pi học sắp chăn làm làng tới vận tài chăn chừng kia tới đó này để dụng bắt sắp chăn làm bạn tại ai ai cả vì học tập cho năm lần từ bạn cả đi dương chơi dương phía ba chục người nữa cứ chục người tìm mối cứ thư dương thư ở vậy đam mê rẻ xa sẽ tệ bản nhà rồi bỏ người nè chục người nâng hay nâng dương phía ba bản nhà hạ cấp kê giá đây ta phía ba cái riêng để cất sập khăn treo cháo rồi còn tiệt xa rồi có chơi từ bên nhà ra tới chia sập sapon khôn ông chết cả tha ấy tục rom kia khôn ông chết rồi đem lượng nắng chia chấm nói thì mới cứ tham riêng ai chia ba bàn chấm nói tí tí cứ tha tham chơi chạy từ chia chia rom xem xem tham mà giáng cứ tha tham sầm lập cầm ao plek ấy đam bay rẽ xa sẽ cái đây chọn chạm cả tha memory trong nắng biến tí rom mà rom thì mới cái hai tha cholinesterase inhibitors khôn ông nắng biến tham chmu donepezil rồi có Aricep, Rivastigmin, rồi có Exelon, Galantamin, rồi có Razadin. Mình thân làm một khổng tiết, để mình đầy rồi biếp, bởi sát tập hiệp khóc nha. Thân làm nếch mô kê hạng thà Memantin, rồi có Nemenia. Thân làm nếch chế thân làm thơ mây, để mình đã ai đang chui cá tiệt cả mọi khu các bà ở bờ nè chúng người nó khôi khăng bờ thọ được tham tiệt nấy chia năm đại vị miền cầm lang khăng chừng kề chung cá kề bờ chỗ năm nâng từng pi chỗ kề mà năm mối tiệt để cái ai pra bán cứ vitamin E bà vitamin E nâng vía có ai chui cả mọi chúng người nâng vía chắp thôn làng cái pra để pi pon thì gà ta ai u bà chúng nói tí bay chúng nói tí bay cứ tha chúng phu tham để cái ai prá cứ tha xem đẹp tham chui ai đệ bán tồn tại tham để chui ai đệ bán nó chả ai phu ai nè chừng người nâng vùng ven khăn chừng mình được chứ nè để cái prá tham nâng trời miền ca bị giặt mệt tên hay tham để cái ai prá xem đẹp nè để miền spon chết nữa để cái depression nữa có ai chui bán chân là tham để cái chân phá chân kế kia ta SSRI ở tiêu hóa đối chứa tham mà giáng kia ta fluoxetine được có Prozac đại diện thuộc lưu cực nha nâng tham nâng cái chui kháng xâm phôn chất bản trong nói tí buồn kia ta nít chứa xâm lời xâm khăn để kế tâm sai thamay nít khăn ông ca để kế tự chân ông khăn ông chung ngư Alzheimer nâng kia ta kế ai thông bà đa nè, để chư nâng cứ quạt đối con khám mê nhé, quạt mình ai nâng hộp bài nâng có bà bạ đấy, quạt mình nực hướng, hay liên khuôn, xâm át khuôn, quạt bà bạ thư, xung bây tới bà quân, bọt chương thông, bọt chương tối nâng có bà bạ đấy. À lời nâng kia rô khơi thà bà sân chìa nè, thay tòm nâng bằng hát nè nâng tà lọc màu vinh, đối dương bằng hát con khám mê nâng, kì bằng hát ao chê. Hope a ha to lap moving, a chest sleep, a chest a mutuk, lean clun, a chest a prab gun, a tom and avin. Could I
អ្នកដែលឈឺនឹងអាចធ្វើការទាំងអស់នឹងបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែត្រូវតែបង្ហាត់ត្រឡប់មកវិញចំណុចទី5គឺថាអំពីពិធីបង្ការពិធីបង្ការគឺថាទី1គេអាចប្រើម្ហូបអាហាររបៀបអ្នកស្រុកឆ្នេរសមុទ្រមេឌីធរ៉ាណេដូចជានៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅអេស្ប៉ាញប៉ូទីហ្គាល់នៅក្រិចនៅទ័រគីជាដើមហ្នឹងម្ហូបហ្នឹងគេហៅថា Mediterranean dietម្ហូបហ្នឹងគឺថាប្រហែលម្ហូបខ្មែរដែរគឺគេច្រើនតែប្រើបន្លែផ្លែឈើច្រើនគេប្រើគ្រាប់ឈើហើយដូចជាសណ្តែកដីសណ្តែកស្រីគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីស្រាប់អូម៉ងហើយគ្រាប់គ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគេហើយនឹងប្រើត្រីហើយនឹងប្រេងគេហៅថាប្រេងអូលីវនឹងគឺជាអ្នកដែលគេទទួលទានម្ហូបរបៀបហ្នឹងច្រើនតែអាចជួយមិនសូវកើតមានជំងឺវង្វេងហ្នឹងទី2គឺថានៅពេលដែលអ្នកដែលចាប់ឈឺដំបងបផុតដែលមិនទាន់ខ្លាំងនោះឬក៏ចំពោះអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលយើងដឹងថាគ្រួសាររបស់យើងធ្លាប់មានជំងឺហ្នឹងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងក៏មានសកម្មភាពលំហែបានច្រើនគេហៅថា leisure ប្រសកម្មភាពលំហែបានច្រើនគឺថាដូចយើងចូលចិត្តអានសៀវភៅចូលចិត្តស្ដាប់ឬលេងភ្លេងចូលចិត្តលេងកីឡាហើយដែលបានច្រើនហាត់ប្រាណបានច្រើនដោយហែលទឹកជិះកង់សូម្បីតែលេងបៀឬក៏លេងអុកលេងរែកហ្នឹងក៏ជាជំនួយដែរហើយយើងអ្នកដែលចេះធ្វើកិច្ចការនៅផ្ទះគឺថាជួសជុលផ្ទះឯហ្នឹងខំត្រឡប់ជួសជុលផ្ទះឡើងវិញឬទៅរៀនធ្វើជាងឈើជាងដែកឬក៏ដេប៉ាអីទៅទៅកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបើយើងបាទនាំប្រឹងឲ្យធ្វើឲ្យបានច្រើនទៅវាជាជំនួយខួរក្បាលដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាវង្វេងបានចំណុចទី6គឺថាចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺចំពោះអ្នកដែលថែទាំអ្នកជំងឺពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាអ្នកដែលឈឺជំងឺនេះឥឡូវហ្នឹងដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកដែលថែទាំជំងឺហ្នឹងជាចំណែកសំខាន់មួយក្នុងការព្យាបាលហើយអ្នកថែទាំនឹងគ្នាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះនៅដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេមានបង្កើតជាក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដែលជួយដល់ពួកអ្នកដែលថែទាំឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនដែលឈឺរបៀបហ្នឹងកាលណាមានក្រុមរបៀបហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយបានជួយកុំឲ្យអ្នកដែលគ្នាថែទាំនឹងវាពិបាកពេកពិបាកទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយទាំងអស់តោះតែមានពួកនឹងជួយទៅអាចមិនទៅគ្នាពិបាកខ្លាំងពេកនេះចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបកស្រាយនៅក្នុងពេលនេះបើមានសំណួរខ្ញុំនឹងចាប់យកសំណួរបាទចាសលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតថាតកតងជាមួយនឹងឆ្នាំដែលលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះថាបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់កើតជំងឺនេះហើយគាត់ត្រូវញ៉ាំឆ្នាំនឹងតើគាត់ត្រូវញ៉ាំឆ្នាំនឹងមួយជីវិតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាបាទឆ្នាំនឹងត្រូវលេបមួយជីវិតហើយយើងកុំភ្លេចថាឆ្នាំនឹងតាមការពិតឬវាគ្រាន់តែជួយខ្លះទេពីព្រោះពេលដែលយើងឈឺនឹងវាយឺតហើយបាទវាយឺតពីព្រោះខួរក្បាលយើងវាស្វិតអស់ទៅហើយវាស្វិតអស់ទៅហើយដូចជាដៃជើងយើងវាស្វិតរួចអស់ទៅហើយយើងមិនអាចនឹងដើរត្រឡប់មកវិញបានទេសត្វថ្ងៃនឹងមិនគេមិនទាន់មានរោគឆ្នាំណាដែលបានធ្វើឲ្យខួរក្បាលដែលខូចហើយនឹងត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគេកំពុងគេទៅរកឃើញថាក្នុងការដែលបង្កើតជាការចងចាំនឹងវាមានតកតងនឹងពិន្ទុគេហៅថា gene នៅក្នុងខួរក្បាលនឹងដែលបច្ចេកជាតិសម្រាប់ឲ្យយើងចងចាំបានហើយកាលណាយើងឈឺអា Alzheimer ហ្នឹងវាមានអីជាតិម្យ៉ាងដែលវាទៅទប់អាជាតិ G ហ្នឹងកុំឲ្យវាដើរបានទប់អាជាតិ G ហ្នឹងកុំឲ្យដើរបានហើយដូច្នេះជាតិដែលសម្រាប់បង្កើតឲ្យចងចាំហ្នឹងវាអស់វាអត់មានអីធ្វើឥឡូវនេះគេរកឃើញថាគេអាចបាក់រកឆ្នាំដែលទប់កុំឲ្យជាតិដែលធ្វើឲ្យខូចពិន្ទុដែលជួយខាងដែលបង្កើតខាងចងចាំហ្នឹងគេរកឃើញ
rồi khởi tới sập ngay từ cửa phong rồi thầm ní chia sẽ cái sân khâm mua dạng phu từ từ ngày mốt xâm rạp ao nhẹ đại sư chùm ngư Alzheimer còn tại mà đo về ní thầm tăng phần mạng nâng mình sâu trên miền và sập tập hiệp phần mạng đấy còn thà vì ai tụp tụp cũng ao vì khăng tới tiệt thầm đại miền chùm nuôi tràn trên kế cứ thầm Memantine Memantine rồi còn mình là mình đa nâng còn tại thầm nâng cái prà sập ngay nâng cái prà tập phê để chùm ngư nâng bị thôn maintain hơi chùm ngư nâng đại vì trong cày và phật hơi bằng cái prà thầm nâng mà còn tại trời đăng thà thầm nâng trời lệ môi chỉ vật mà lúc bây giờ đất miền bắc sát tẹt tông chùm ngư nâng vitamin E đã thà cô ạ chui khu bà dương bà càng ca trong chấm thà ta bà sân chia bà chia bà rọt khám ai dương quạt trong bàn vitamin E thà tẹt tông chùm ngư nâng mà hộp ở hà được có phai chớ thà ta viên được miền được nông ở vầy đáy chả vitamin E nơi mà hộp nà đà miền chết cổ rơi thà cổ bộ crop thôi này chiết phía trái năng tràn đầy miền vitamin E bà crop xoài chanh ti crop xoài đây nơi sọc Amrit miền crop giống khá thà ô mong or almond rư có miền tràn giang tiết là khi nhầm nực mình khơi khi nông bên đấy bà lúc bây giờ mình đất nên khi nhầm xong tập lập từ khối ở vậy đại lục giảm đất ban và miền và sao bánh mấy thà tại tông chỉ muốn nâng vị thị bằng ca cứ dương ai miền vị thị bằng ca thà ca hạt pran nâng cứ dương ai hạt pran tèn khu cơ bá nâng hạt pran tèn cái sản phẩm tiệp bỏ dương chứ ca hạt pran khu cơ bá đại ai chui dương bá nâng cứ đôi chia dương lên plain đôi chia thuở ấy xem tiệt tức cứ dương ai chui bậc ca trong trạm bàn trà hay nếu chấm xôm chuẩn bị chun bảy mật đại thà cùng miền bài ca mỗi cô nơi dây âm pi tẹt tông chỉ mỗi nâng ca thưa lùm hạt prán tèng khu quá nâng tèng cai sản vật tì cha đầm bay chui bằng cát cầm oai cát chung người vùng vây smart ở đây nị bạn đài cha tẹt tông chỉ mỗi nâng đầm nạ ca nị ca chị ba dương miên bây giờ mà bao dương mà nẹt pi khang Facebook quạt bàn xúa tha ta quạt mua cả nết prạ cha quạt xúa tha ta ta mù bị thi chị ba nâng cứ ta từ miên đầm nạ ca giang mạch đài cha chị ba nó cứ thử vì cái chai từ chị pi của ba nó đi thay thì chúng người nâng về sáu thay túi hay nâng chúng người nâng về thun chúng người sáu từ bốn cái pratham đại cái hạt choline esterase inhibitor nâng pratham choline esterase inhibitor nó cứ vì phơi sầm lấp nè đại chư Alzheimer nâng vì miễn chiết mà giang đại phơi ai chiết cái hạt thà choline đây là con ông acetylcholine là con ông cucurbita nắng vì mình sử miễn cả tràn lan hay cucurbita vẫn thừa cả acetylcholine nắng đảm bảo nắng thừa cả hay đại sa miễn enzyme mà giang đại vì tụp cùng ao chiết nắng tránh hay đôi chân này hái kia thừa prà tham để tụp bấm bắt ăn zin nâng đầm bay ao khu cơ bản những phần acetylcholine màu nâng cứ than nè đại chư tại chuột kịp ra thanh nam nâng đó mà chư khăng maintenance thun maintenance cứ than kịp trở ra thanh nam tp chấm bốc tp đại kia thà Memantine rồi còn namenda nâng là biết về miền bắc sát biển mang copy bộ choline esterase bị pro namenda nâng cứ về miền sát tập hiệp tới lời sát không tới lời khu ba nâng mà nòng vì thà việt tốp cầm ao vì thôn khang tới tiệt ní chia phái muối nay cả phía ba phái tí pi nay cả phía ba cứ phái không cả đại dương phía ba âm pi bánh hà tẹt tông nâng cái hà tháp behavior cứ cả đại dương lùng hơi đê mình prom đê cả đại dương mình cả phải đồ cặp cái giá chặt chăng kêu khăng kêu cháo tiệt xa tới chỉ cai nắng chiều mà giáng tiết mà crom tiết cơ ta tới chỉ ăn miên thưa ấy từng ó tới chỉ sờ bốc khi nào crom tụt miên toạc tụt crom kia không chết cái depression buồn nắng miên tham nam được nhầm này dễ lực một nắng cứ tham nam phụ để biết SSRI đôi chỉ prozac chỉ đam nắng khi ai lép tham nắng thứ ai chơi chui tờ bàn
nếu chia chậm nãy không cả để thay phía ba tầm nã để phía ba cứ miền tầm nã pí cứ ta tầm nã để tẹo tàu nâng cái cá chọn chám hay nâng tầm nã nâng cá cặp kề ria cá bắt đầu cặp kề ria rồi bỏ anh nè chồng người nâng cứ ta từ thay toàn tầng chấm mũi tầng pí nâng chấm mũi kia hay dùng complete thay sầm khăn và pot cứ ta nè để nơi chấm mũi nè chư nâng ពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សនឹងចាស់អាយុ80ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែចរិតរបស់គាត់ដូចកូនក្មេងអាយុមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងគាត់អត់នឹកឃើញអីទាំងអស់បាទគាត់ពិសេសដូចជារឿងទទួលទានម្ហូបអាហារហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងយើងគាត់គិតម្ហូបហើយហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាប្រាំនិតក្រោយមកគាត់សួរគាត់ថាខ្ញុំហូបបាយនៅគាត់អត់ដឹងទេបាទគាត់អត់ដឹងដូច្នេះពេល តោះតែអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ហូបបានទៅគាត់ដឹងថាត្រូវហូបបានហើយដែលខ្លះគាត់វិញនឹងជួនកាលគាត់ដើរទៅដូចថាចេញពីផ្ទះទៅចេញពីផ្ទះទៅគាត់តែចេញផុតពីរបងធ្វើគាត់មិននឹកឃើញថាដូចថាដើរមកប្រហែលជាមកផ្លូវទៅគាត់មិនអាចឲ្យត្រឡប់មកវិញបានទេពីព្រោះគាត់អត់ចាំថាផ្ទះគាត់នៅកន្លែងណាដូច្នេះវាគាត់អាស្រ័យ ពឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកថែទាំទាំងអស់បាទចាចានេះជាបញ្ហាធ្ងន់សម្រាប់អ្នកដែលថែទាំនឹងបាទចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់គឺលោកឌីម៉ង់លោកមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងចាសូមជម្រាបសួរលោកឌីម៉ង់សូមជម្រាបបាទជម្រាបសួរលោកចាសូមអញ្ជើញលោកឌីម៉ង់មានសំណួរចាបាទខ្ញុំចង់សួរជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត បាទបាទចង់សួរលោកគ្រូយ៉ាមិនតេតតងដល់វ័យ60ឆ្នាមឬមួយដល់80ឆ្នាំឡូកយ៉ាមិនដឹងតើដូចសោខ្ញុំមួយគាត់នៅម្ពឹងគាត់ដូចជាមានជំងឺនឹងដែរគាត់វ័យគាត់ទៅតែ30ជាងលោកតើមានបញ្ហាដូចនឹងដែរអត់គាត់មើលមានអាការៈអាយុប្រហែល60ឆ្នាំឡូកចាបាទបាទអ្នកដែលកើតជំងឺអាយុតិចជាង60ឆ្នាំនឹងវាធ្ងន់ វាធ្ងន់បាទធ្ងន់ហើយច្រើនតែមានពូជនៅក្នុងនឹងហើយគឺអាចមានកើតបានមិនមិនវាមិនមែនអត់សោះទេបាទអាចគៀតកើតបានចាចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតេតងជាមួយនឹងការព្យាបាលថាតើនឹងខ្ញុំចង់សួរថាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីមុនមកថាតើមានអ្នកដែលព្យាបាលជំងឺអាល់សៃមើជំងឺវង្វេងស្មារតីនេះគាត់ព្យាបាលហើយគាត់បានជាសះស្បើយដែរទេចា តាមខ្ញុំដឹងមិនទាន់មានអ្នកជំងឺណាដែលជាជាដាច់ទេបាទគ្មានអ្នកជំងឺជាដាច់ទេពីព្រោះយើងត្រូវនឹកឃើញនឹកថាយើងត្រូវសម្លឹងឲ្យយើងយកពិចារណាថាខុសក្បាលរបស់យើងវាពីដើមវាពេញឥឡូវនេះវាស្វិតអស់ទៅហើយអស់មកជីមកដុំធំមកហើយដូច្នេះវាគ្មានអីត្រឡប់មកវិញទេលើកលែងតែទៅថ្ងៃអនាគតបាទទៅអនាគត ដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីជាតិម្យ៉ាងដែលគេទៅរកឃើញដែលអាចទៅធ្វើការកែប្រែនៅក្នុងពិន្ទុគេថាជីននៅក្នុងខួរក្បាលយើងដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិពុលពីព្រោះថានៅក្នុងនេះមានជាតិពុលជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងវាស្លាប់ហើយនឹងជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងមិនអាច ចេញជាតិមិនអាចបញ្ចេញជាតិសម្រាប់ចងចាំពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថានីតិដែលខួរក្បាលយើងមានដំណើរទៅប្រមាណហ្នឹងស្ថិតតែតកតងនឹងមានជាតិកេមីនៅក្នុងខួរក្បាលយើងទាំងអស់ទីមួយដែលខ្ញុំនិយាយលើកមុនហ្នឹងគឺអាសេទីលកូលីនហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយហើយប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយទៀតដែលតកតងនឹងការចងចាំ តើតើនឹងការចប់ចង់នឹងវាតកតងនឹងជីនដូច្នេះតើតែឆ្នាំនឹងអាចទៅបដូជីននឹងបានទើបអាចប្រហែលជាអាចប្រជាទៅវិញបានប៉ុន្តែក៏ប្រជាក៏មិនបានប្រជាមករយពួករយដោយពីដាដោយការការមិនទាន់ឈឺដែរបាទតាមខ្ញុំមើលទៅឆ្នាំជំងឺនេះបើកាលណាយើងឈឺហើយចាប់ឈឺហើយវាវាវាជ្រុលពេលហើយដែរយើងមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេបាទ ការដែលយើងសង្ឃឹមថាអាចធ្វើបានគឺថាទប់កុំឲ្យវាឈឺធ្ងន់ទៅទៀតទីមួយទីពីរគឺថាអាចជារករបៀបណាដើម្បីសម្រួល
ជីវិតរបស់អ្នកឈឺនឹងផងនិងសម្រួលជីវិតអ្នកដែលថែទាំអ្នកជំងឺនឹងផងបាទចាចុះឧបមាថាអ្នកកើតជំងឺនឹងគាត់នៅអាយុក្មេងដោយលោកឌីម៉ងគាត់សួរសំណួរមិញហ្នឹងថាត្រឹមអាយុ30ឆ្នាំឆ្នាំជាងអីហ្នឹងតើតើគាត់អាចមានឱកាសដែរទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានឱកាសដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានអ្វីមួយដែលអាចសង្ឃឹមថាអាចបច្រាស់អីការដែលវាខូចខាតរួចមកហើយនឹងគឺថាយើងមិនទាន់គេវិជាពេទ្យរកមិនទាន់ឃើញនៅហើយទេដូច្នេះហើយក្នុងម្ដងពេលឥឡូវហ្នឹងយើងមិនទាន់មានសង្ឃឹមនេះតែរឿងហ្នឹងគឺថាអាចមិនអាចនឹងកែប្រែបានទេបើគេការជំងឺ Alzheimer ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែការដែលវិញហ្នឹងវាមិនមកតាមតា Alzheimer ទាំងអស់ទេបាទវាអាចមកវិញដោយសារជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបាននិយាយពេលមុនចាលោកកាលវាមកពីហូបថ្នាំអីខុសភាគច្រើនគឺថាច្រើនជួនកាលយើងទិញថ្នាំមកលេបខ្លួនឯងហើយថ្នាំនោះវាខុសវាខុសទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងរង្វាន់ហើយស្មារតីអីអញ្ចឹងបានឬក៏មកជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតជំងឺដូចថាជំងឺខាងទីរីឬក៏ជំងឺខាងអាយដែលអ្វីដែលតកតងដល់ខួរក្បាលនោះអាហ្នឹងគឺថាវាអាចហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងបានបើសិនជាតកតងនឹងជំងឺទាំងអស់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាយើងអាចបញ្ជាក់អាចថាព្យាបាលឲ្យជាបានចាគឺថាយើងព្យាបាលជំងឺដើមឲ្យជាទៅអានឹងជំងឺខួរក្បាលក៏វាទៅតាមនឹងដែរចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយ